Đấy, đóng ngay. Ui, đóng ngay nha em ơi. Con này mất chạy. Ui, hàng cụ rồi. Con này mất chạy. Mày xăm xong vợt anh cái. Chăm. Đấy, đóng ngay. Ui, đóng ngay nha em ơi. Con này mất chạy. Ui, hàng cụ rồi. Con này mất chạy. Mày xăm xong vợt anh cái. Chăm. Ấy, đóng ngay. Ui giời. Rồi. Ô, chép anh em ơi. Ấy, đóng ngay. Ui giời. Rồi. Ô, chép anh em ơi. chép. Đóng ngay. Ôi, chép anh em ơi. Đóng ngay thì không chép. Lại một chép nữa. Mày dãy làm cái gì nó mệt à. Đóng ngay. Ôi, chép anh em ơi. Đóng ngay thì không chép. Lại một chép nữa. Mày dãy làm cái gì nó mệt à. Hàng đây với hàng đâu. Ôi, dãy làm gì nó mệt em ơi. Hello, xin chào lắm cho anh em đã quay trở lại với channel của em nhé. Đây anh em biết cái gì đây không? Mùi ủ đợt này em ủ rất là lâu. Mùa đông này ủ nó khô rồi các bác ạ. Nhìn này. Không ra nước mấy các bạn. Chùa kỳ nói à, chùa lét luôn. Thì bây giờ sẽ phối mồi đi đánh các bác nhé. Nhưng mà buổi sáng này, nãy buổi sáng là trời dự báo thời tiết trời nó còn nắng ấm ấy. Nên là phải đi đánh luôn. Mấy ngày nghỉ, mấy ngày Tết Dương lịch nữa, được nghỉ 3 ngày liền. Em phối mồi chờ đi đánh cá trắng này. Hôm nay thì em vẫn lên vị trí con sông lần trước ấy. Câu buổi tối được con cá chê to quá. Đấy được đôi con à. Trên đấy phong cảnh vô cùng đẹp. Hôm nay lên thử xem nó có dính con nào không. Thì tí nữa em cũng đón thêm thằng em nữa, hai anh em đi cùng các bạn. Đi cùng cho nó có bạn. Anh em nhìn mồi, mùa đông ủ mồi của nó là nó để lâu nó chuẩn thật đấy. Cảm giác nó khô nó dẻo. Còn mùa hè thì mình để lâu cái đảm bảo là nó sẽ ra nước ngay. Cắm gà. Này em đánh phối mồi đi đánh cá trắng các bác nhá. Các loại cá có vảy như là trôi, chấm, chép này. Lâu rồi em chỉ đánh phối mồi đánh rô phi bởi em thích câu rô phi hơn, các loại rô phi to thì về đoán ăn rất là sướng. Nó loại ví dụ chấm thì nó phải từ 3 cân đổ lên, hoặc chép thì cũng phải 2-3 cân đổ lên thì ăn nó mới ngon. Mình câu cái loại ngoài thiên nhiên nó hiếm ấy, thì ra là em chỉ phối mồi đánh rô phi thôi. Hôm nay thì tạo thêm chút hương liệu đánh cá trôi chấm chép. Nói chung trôi chả cần đâu, trôi chả cần phối, các bác đánh ủ chua không là dính ngay. Đây em phối thêm hai chuối này, hai trứng để tạo mùi tanh cho con chép nào nó vào không? Lâu để không phối kiểu này đánh chép quá sao. Trước thì đa phần em toàn đánh nó phi thôi mà. Giờ bóp mồi nhá, bóp mồi xong rồi đến địa điểm câu luôn các bạn. Giờ cũng 7 giờ rồi, tương đối là muộn đấy. Bóp hai quả vào đây, mẹ cho hai trứng vào đây các bạn. Cái này thì mình cứ bóp nhuyễn, bóp đều là ok. Nói chung là nay em vẫn gọi bài mồi là mồi ủ chua nhá. Có phối cái gì hay là phối liên thiên mà cũng là mồi ủ chua. Rồi tiến hành là phối nhanh là đi các bác nhá. Bây giờ nó muộn lắm rồi, đi ngay kịp. Còn đón người nữa cơ. Anh em nào mà chưa biết cách phối mồi thì em để link ở bên dưới các bác xem. Để video này em cũng không hướng dẫn cách phối mồi như thế nào nữa. Bởi vì trước em đã có một video hướng dẫn phối mồi cách chi tiết nhất rồi. Nên em để link ở bên dưới các bác vào đó xem nhá. Rồi chuẩn bị đồ lên đường ngay các bạn. Bóp xong lên đường ngay. Này đi hai anh em thì đánh một em đánh cần máy hoặc đánh đơn các bác nhá. Còn em đánh lục. Còn cần commando. Trời lạnh quá.
là anh em tôi đi cũng chẳng có gì ngoài mồi củ chua các bác ạ. Một mét củ chua luôn, mấy cân mồi à. Nói là mồi đợt này mùa đông em ủ rất là lâu nhưng mà nó không bị chảy nước ấy. Thơm cực kỳ, chua thơm cực kỳ ngon. Anh em nhìn này, chua thơm cực kỳ vàng vàng tươi luôn. Em ăn chưa? Ô ủ này. Ô ủ cắm gà. Cắm gạo. Mà thứ này là một huyền thoại các bạn mùi của em. Bây giờ em sẽ đánh thảo các bác nhé. À, lắm thành những cục mồi to to rồi ném xuống. Thôi mình làm ổ cho cá nó vào bác nhé. Một hòn ổ tốt tốt tí thì cá nó vào thì mới ok đã. Qua nhìn nó mồi ấy, tơi không dính tay luôn, rất là tơi xốp. Nhưng mà cục này làm ổ bác ơi. Làm hòn ổ hết rồi. Sổ phết ấy. Giờ bắt đầu đánh bó mồi. Giờ đánh bó mồi xuống anh em nhé. Cục của bó mồi cũng tương đối là to đấy. Ôi, buông cần. Ấy, đóng này, úi giời. Rồi. Ôi, chép anh em ơi. Ấy, đóng này, úi giời. Rồi. Ôi, chép anh em ơi. chép. Rồi, chép này thì một phát lên bò. Chép. Lên. Nó mắc hết rồi vào cái bụi nhau. Nó phát lên. Chạy đâu này. À, anh em mình cần Komodo nhấc cháp chưa? Wow, lâu rồi mới đóng được một em cháp các bác nhé. Lâu rồi em mới đóng được một em cháp mà. Rồi, phê chưa anh em ơi, một em chép đóng thẳng bụng. Mùa đông này đa phần anh em đi câu dễ được chép. Đấy này đẹp trời nha, mày nay gặp anh là may mắn nhất đấy. Đóng một quả vào đấy nó hơi sâu này, nó hơi đau ạ. Thôi thả vào dọ cho nó sống anh em ơi, phê quá. Rồi, anh em tôi đây được con chép rồi các bác ơi, phê chưa, chặt đóng lục ngon. Tươi các bác ạ. Cái dòng cá trắng này mình cứ gặp mồi ủ nó nói xác định. Đặc biệt là cá trôi. Trôi mình chấm cỏ nó thích ăn loại này nhất. Lâu lắm ngày nay em mới được con chép. Nói chung là câu cũng phải chỗ nào nó yên yên thì cá nó mới vào. Anh em đi nhiều chỗ nó đấy núi nó quẩn á quá thì không có gì đâu. Chụp xấu quá bạn, chờ đúng chụp tầm rồi đấy, đánh lục là phải đúng bảo.
vướng mắc quá. Toàn nước tẩy. Vướng đây nhỉ? Đầu cần bên này mới là hay. Chép anh em ơi, đóng ngay không chép, lại em chép nữa. Mày dẫy làm cái gì nó mệt ta. Đóng ngay. Ôi, chép anh em ơi, đóng ngay thì không chép, lại em chép nữa. Mày dẫy làm cái gì nó mệt ta. Hàng đây với hàng đâu? Ôi, dẫy làm gì nó mệt em ơi. Lên đây mày. Hàng đấy hàng đôi anh em ơi. Đấy, bác nhìn chưa? Phê loài luôn. Cái ngày giáp Tết này chép lên nhiều hết nhỉ. Thôi đừng dẫy. Các bác thấy sướng chưa? Toàn lại chép đều này ngon nhỉ. Con này phải cân cân các bạn. Nuột luôn. Nuột luôn chép ngon. Dẫy làm gì cho mệt em ơi. Ê, bác nhìn này, dẫy làm gì cho mệt, béo nhỉ. Béo tròn ăn bao nhiêu mồ của tao đấy. Tươi. Hai em chép nha. Lâu nay đánh mồi chép qua xem. Còn nước quá, vào. Wow. Chết. Đâu, khéo. Hai nhóc. Tuyệt vời. Ủa chua thần thánh vô cần các bác ơi. Sầu thế nhỉ?
đấy, ui thế một trường. Có ngon ăn vậy mà xịt quá rồi. Đấy, ui thế một trường. Có ngon ăn vậy mà xịt quá rồi. Đẹp như trong tranh thế này, một cá này khôn ha. Mấy con vịt này đẻ nhờ, đẹp như trong tranh mà lại trượt được. Tạc bọn này nghĩa là nó có bộ võ môn đang bao vi bộ rồi các bạn. Không còn gì đẹp hơn cái quả ấy nữa, lún phát xuống. 90% quả là nó phải ta đi mà giật nó hụt. Kiểu như là đuôi nó đá vào sao ấy, chứ không phải mình. Lướt qua nhau như chưa từng thấy nhau. Chuẩn ổ luôn. Lấy nét qua xem nhé. Đúng phao cho nó rõ. Đóng anh em ơi, con này mất chạy. Ui, học rồi, ui, con này mất chạy. Mày xăm xong vợt anh cái. Chấm. Đấy, đóng ơi. Ui, đóng anh em ơi, con này mất chạy. Ui, học rồi, con này mất chạy. Mày xăm xong vợt anh cái. Chấm. Không phải chết, con này đóng một tí một không mất. Đẹp quá. Ngu. Bình tĩnh ngu. Quả đấy. Ui nó chút bụi rồi. Con này từ từ nhá. Vợt béo quá. Cái vợt kéo dài ra được mà. Vượt các này. Này có hai thằng một mình nhéo không lên được con này quá. Quá đây. Được. Ngon. Hợp lý. Không, cái này nó được đấy. Tươi. Con này to. Đẹp chưa các bác ơi. Dậy quả sướng nhỉ. Vào đây cơ. Phê thế. Đóng mấy nữa, mình đi gỡ cẩn thận nhá. Đóng gỡ rất cẩn thận con này các anh. Con này to này, đóng nhiều lưỡi quá. Em tay cẩn thận là để gỡ nó vào tay. Gãy tướng lại gần như vậy. Đóng sâu lắm. Phê nhé. Cái này sâu. Cầm ôm hết nữa. Để cứ con cá của nó quấy bụng. Quá anh em ơi. Không sâu quá, không nhắc nào. Rồi, ok. Phê nổi mắt. Rồi, úi phê nổi mắt. Anh em ơi, đã chưa? Ủ nó phải thế này chứ các bác ơi. Rồi, cái đấy quá đấy. Còn cho cá vào.
Ý ôi, hai anh em đi câu này là có quà rồi. Ừ, mềm mềm. Thôi ôm cá cho anh. Cá ơi. To nhỉ. Đấy. Ê. Còn nước. Vào đây ơi. Đẹp quá. Ừ. Xong mày. Tuyệt vời các bác ơi. Trời các bạn, cá nó chả cắn á, vừa con kia nó quẫy phát mạnh quá, bây giờ hai anh em cũng chuẩn bị thu đồ đi về các bạn. Buồn quá, nó quẫy bùm phát này là động hết rồi, chán ơi chán. Thành quả của anh em tôi các bạn. Đây được đôi em chép. Chép về cho thùng đựng nó sống các bạn nhé. Chép này. Đó. Đây luôn trong. Con trắng này là bự nhất các bác nhá. Ôi về hấp anh em ơi. Về thôi, hấp. Chép béo luôn đấy. Ô, đồ lắm, mình mới đóng được cái con chăm tươi ngon ha.